Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hải Dương vừa ra văn bản số 703 về việc hướng dẫn tạm thời cách ly tại nhà đối với các ca bệnh COVID-19 đã được điều trị khỏi. Ủy ban nhân dân xã phường thị trấn ra quyết định cách ly y tế tại nhà đối với F0 sau khi ra viện là 21 ngày. Chính quyền địa phương và tổ Covid cộng đồng quản lý từng trường hợp F0 đang cách ly y tế tại nhà trên địa bàn, yêu cầu F0 và gia đình thực hiện đầy đủ các quy định cách ly y tế tại nhà, tự theo dõi sức khỏe, tự đo thân nhiệt hàng ngày, tổ chức xét nghiệm định kỳ cho F0 đang cách ly y tế tại nhà 3 lần, lần 1 vào ngày thứ 6, thứ 7, lần 2 vào ngày thứ 12 đến ngày thứ 14, lần 3 vào ngày 21 của thời gian cách ly tại nhà. Nếu sức khỏe bệnh nhân bình thường và kết quả xét nghiệm 3 lần đều âm tính với SARS-CoV-2 thì đủ điều kiện cho F0 kết thúc cách ly y tế tại nhà. Ủy ban nhân dân xã phường thị trấn cấp giấy xác nhận đã hoàn thành thời gian cách ly tại nhà đối với người được cách ly.